Ohayou gozaimasu. Xin chào tất cả mọi người. Mình mới vừa skin care xong, quệt miếng son lên cái là bật máy lên quay liền luôn. Tại mình thấy như vậy thì nó sẽ gần gũi với lại mình, thoải mái chia sẻ hơn. Chưa đầy một tháng nữa là đến Tết âm lịch của Việt Nam mình rồi. Và mình biết có rất là nhiều bạn giống mình đang tích cực dưỡng trắng cho cái con người mình. Mình quyết định làm video này để mọi người có thể góp nhặt được một cái gì đó hay ho. Cho nên là mọi người nhớ xem đến cuối video nha. Và mình muốn nhấn mạnh một điều trước khi mà bắt đầu video, đó là mình không có nhận quảng cáo hay là PR gì ở trong video này hết. Toàn bộ đều là những cái mà mình đang xài. Đó, phải nói trước vậy chứ không á, nhiều khi mà mình khen quá khen cái mọi người lại nghĩ là mình quảng cáo. Nhưng mà không, cái này là tôi thích thiệt nên là tôi mới chia sẻ. Rồi, cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên mình muốn nói về một cái nơi nó hơi nhạy cảm tí xíu nhưng mà cũng khá là nhiều bạn quan tâm, quan tâm một cách âm thầm lặng lẽ chứ không có dám chia sẻ, không có dám phô trương ra giống như là da body hay là da mặt, đó là da nách. Không biết là ở đây có bạn nào mà còn giữ thói quen nhổ lông nách bằng nhíp không? Trời ơi, cái hồi mà mình vậy thì á, có hai cái chuyện làm mình ám ảnh nhất, đó là mẹ mình đè mình ra nặng mụn và đè mình ra nhổ lông nách. Lần nào cũng nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết mà mẹ mình vẫn rất là hứng thú trong cái việc mà nặng mụn với lại là lấy nhíp nhổ bực. Trời ơi, sau một thời gian chịu đựng không nổi là mình từ chối, kiểu là mình kịch liệt phản đối cái chuyện đó luôn. Tại vì thật sự nó quá đau và nó sẽ gây tổn thương tới da mặt hoặc là da nách của mình. Mình có nhiều cách để có thể xử lý lông nách, ví dụ như là triệt lông vĩnh viễn nè, hoặc là wax. Wax thì bằng bằng sáp, sáp nấu chảy ra, nó hơi đau xíu nhưng mà quen rồi thì không sao. Hoặc là dùng cái cây cạo mà mình hay giới thiệu với mọi người và mình vẫn đang xài cái cây đó luôn. Nó, cái đầu cạo của nó có kèm theo cái dưỡng á, dưỡng da, thì nó sẽ không có làm tổn thương cái vùng wax với lại là nó vừa dưỡng da cho mình luôn. Rồi quay về vấn đề mà làm trắng da nách thì có hai cái thứ mà mình đang xài đây. Ủa, còn cái đâu đây mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Cái này là mình cũng xem review xong rồi mình mua về xài và thấy thích thiệt cho nên là phải đem em lên video liền. Đây, hai em này có tên là Shiro Wakihime. Nghe cái tên là thấy chuyên làm trắng nách rồi, tại vì Shiro trong tiếng Nhật là trắng, còn Waki là nách. Tiếp này là tẩy tế bào chết cho da nách của mình. Mình ráng giữ lại cái hộp để cho mọi người xem cái hình mà người ta in trên hộp này, before after. Ôi ôi, ảo ma Canada thiệt chứ. Thật ra thì mình nghĩ là để được như thế này thì cũng phải mất một thời gian kha khá kiên trì xài đó. Loại bỏ những cái đốm đen và những cái dơ, những cái bụi bẩn ở trên nách nè. Rồi làm dưỡng ẩm nách nè. Mọi người hay làm ướt trước xong rồi lấy khăn thấm cho nó khô rồi hả, thoa em này lên rồi kỳ như mình kỳ đất đó. Một tuần mình làm khoảng 3 lần. Tiếp theo là em này, cái chất của em đó nè, như là da lotion vậy đó thôi. Giờ tạm thời là thoa ra tay cho mọi người coi ha. Thoa nó thấm nhanh lắm. Mọi người hay gọi nó là kem dưỡng cho da nách, nhưng mà mình đọc á, thì em này là bắc cừ, tức là mặt nạ cho vùng da nách. Nhưng mà mặt nạ này thì mình sẽ không có rửa lại, nên là mình sẽ ví von nó giống như là mặt nạ ngủ cho da nách vậy đó. Sau khi mà tắm xong, lúc mà lỗ chân lông của mình vẫn còn giãn nở đó, thì mình sẽ thoa em này vào. Rồi để như vậy thôi cho tới sáng. Nói chung là không có cần rửa lại gì hết, thì mình dùng nó như kem dưỡng vậy đó. Nhưng mà mình muốn nói cho mọi người biết bản chất thật sự của nó là mặt nạ, mặt nạ ngủ, kêu vậy đi cho dễ hiểu. Có tác dụng là dưỡng ẩm nè, rồi làm sáng, trắng sáng vùng da nách, với lại là loại bỏ đi những cái sắc tố đen sạm ở trên nách của mình. Tiếp theo là một cái bước giúp làm trắng từ đầu tới ngón chân luôn, chứ không có riêng cái vùng da nào hết. Đó là thực phẩm chức năng. Nó không giống như kem mà mình thoa chỗ nào thì nó hiệu quả chỗ đó. Thực phẩm chức năng mình uống vô là nó bổ hết. Hiện tại thì mình đang uống em này với em này với em này. Đó, ba cái này. Thì hai cái này là mình xài vào ban ngày, còn cái này là mình xài vào ban đêm. Đầu tiên em này là nhau thai ngựa với lại nano collagen.
Nó là dạng thanh như thế này nè mọi người. Thì là nó lỏng lỏng, mình có thể uống không, nhưng mà uống không thì nó bị chua lắm, nên là mình hay pha với sữa chua uống á. Nó vừa cung cấp lợi khuẩn cho đường ruột mà vừa làm đẹp luôn. Đó thì sáng nào mình cũng sẽ pha với lại sữa chua uống để mà uống. Ở trong đây nó có 3000mg collagen cá nè, rồi chiết xuất nhau thai nè, rồi 200mg vitamin C, vân vân. Với lại là cái này là yến đảo Nhật Bản. Nó bổ máu, với lại là bổ cơ thể mình. Nói chung là uống cái này vừa đẹp vừa khỏe. Nhưng mà có điều á, là hai cái này nó hơi mắc, cho nên mình vẫn đang trong cái quá trình uống thử xem là hiệu quả như thế nào thì mới giới thiệu với mọi người. Ráng đợi mình uống xong 1-2-3 hộp gì đó để coi hiệu quả làm sao, rồi mình sẽ review ở những video sau cho mọi người. Còn em này thì mọi người phải mua nha mọi người ơi. Tại vì hồi trước, bạn nào mà có xem video trước đây của mình, và khi mà mình lên video đó là cũng nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi về cái viên uống trắng da Fracura. Lúc đó là mình uống dạng viên, cũng chung một cái dòng với cái em này luôn nè, nhưng mà nó là dạng viên uống. Thì mình bị làm biếng á, tại vì uống viên nó ngán, lại nó chán quá trời luôn, nên là mình uống đâu được 1-2 túi là mình ngưng luôn, mình không uống nữa. Thì sau này mình mới biết là nó còn có dạng chai như thế này nè. Nó là dạng nước lỏng. Ôi, uống nó ngon lắm, nó vị trái cây. Trong đây có chứa một hàm lượng lớn nhau thai và collagen. Tới 150.000mg nhau thai với lại là 30.000mg collagen. Sẽ giúp làm trắng da nè, rồi tái tạo da, làm giảm đi những cái thâm sạm ở trên da của mình, rồi tăng sức đề kháng vân vân. Uống mấy cái như mầm lúa non dạng bột pha với nước, hay là nhau thai collagen dạng lỏng như thế này nè, là mình mong chờ tới giờ để mà được uống. Tại vì mỗi ngày mình chỉ được uống con miếng này. Như thế này là người ta có kèm theo cho mình một cái ly. Đâu rồi? Ly mình mới uống nãy còn lại luôn nè. Tại hồi nãy mình không có tính là quay video cho nên là mình uống mất tiêu rồi. Đây, người ta có kèm theo cho mình một cái ly để đông tỷ lệ. Ở trong đây nó có vạch 16ml. Thì chai này một ngày mình sẽ uống 16ml. Và một chai như thế này là sẽ uống được một tháng. 30 ngày nha, tại có tháng 31 ngày nữa. Ở trong đây ngoài nhau thai với collagen ra thì còn có sữa ông chúa nè, hyaluronic acid, rồi những nhóm vitamin như là vitamin B2, B6, B12 vân vân. Uống những thực phẩm chức năng như thế này á là nó giống như mình xây một ngôi nhà mà mình đắp từng viên gạch một vậy đó mọi người. Thì sau một thời gian cái ngôi nhà nó mới hoàn thành, chứ không phải mình thổi một cái ngôi nhà nó xuất hiện. Nên là mọi người đừng có kỳ vọng là nó sẽ mang lại kết quả nhanh hay là như thế nào. Mình cứ chăm chỉ mỗi ngày một chút vậy đó, rồi cái sau dần mình mới nhìn lại thì mình thấy là ồ, da mình nó sáng lên nè, rồi nó căng bóng hoặc là nó chậm lão hóa vân vân. Chứ đừng có ngày nào cũng ngồi xăm soi coi là da mình nó có giảm được miếng nếp nhăn nào chưa, hay là nó có trắng lên miếng nào. Và mình nghĩ là xuân sắc của con gái tụi mình nó sẽ tô đậm theo thời gian, như là mỗi ngày mình sẽ làm mình đẹp hơn, mình hoàn thiện hơn ở cái chỗ này chỗ nọ. Mình hãy tận hưởng cái hành trình đó thay vì là mình cứ quá mong đợi kết quả, cảm nhận và hạnh phúc với hành trình làm đẹp của mình nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nói chi tiết hơn về cái cách mà mình chăm sóc cái da của toàn cơ thể mình từ bên ngoài. Đầu tiên là một cái em mà mình đã xài phải một năm nay rồi. Đây là cái cây bàn chải chà da. Trời, kêu nghe thấy ghê vậy không? Nó là dạng như cái cây mà sao ta tắm á mọi người, cái cây để mà mình tắm á. kêu sao cho đúng. Của Muji. Thì mình mua Muji ở Việt Nam, Muji cũng đã có store Việt Nam rồi, nên là mọi người cứ ra store Muji mà mua nha. À đúng rồi, bàn chải chà body, kêu vậy là nó hợp lý đúng không? Đó, thì cái lông này nè, nó không phải quá cứng mà nó cũng không phải quá mềm. Nó sẽ đủ, vừa đủ để mà làm sạch da cho mình trong mỗi lần mình tắm. Tẩy tế bào chết thì một tuần mình chỉ xài được tầm 2 lần thôi. Đâu, cái bịch tẩy tế bào chết rồi, đây. Bịch này là năm trước, trong video năm trước mà mình cũng đã giới thiệu rồi. Cái hạt scrub ở trong đây như video trước mình có chia sẻ rồi á, là nó mềm, nó không có làm cho da mình cảm giác là bị chà xát quá nhiều. Mình không có cảm giác khó chịu và khô rát khi mà xài em nó. Nó còn có dầu dừa, và trong dầu dừa đó có collagen với lại hyaluronic acid. Nó sẽ vừa làm mềm da, làm dưỡng ẩm, với lại là tăng đàn hồi cho da. Mình dùng em này trong lúc tắm mỗi ngày luôn.
thì mình sẽ chà hết người, và đặc biệt là chà vùng lưng. Mọi người hiểu không? Khi mà mình tắm bình thường á, mình chà sữa tắm này kia thì chà vùng trước á, nó dễ lắm. Còn mà cái vùng lưng của mình hay bỏ qua nó. Nhưng mà đừng nha, vùng da lưng rất là cần được chăm sóc. Chà phía sau lưng, rồi chà phía sau mông nó dễ, tại vì cái thanh này nó dài nè, mình muốn chà ở đâu cũng được, chân chà ở đâu cũng tới chân. Đặc biệt là những bạn mà có cái người ngắn như mình, gì nữa biết không, là nó tạo bọt cho cái sữa tắm của mình á, nên là khi mà có cái lớp bọt đó với cái này chà trên da thì da mình nó không có bị ma sát nhiều, nó sẽ không bị tổn thương mà nó còn sạch nữa. Tắm bằng cái này xong ra sức kem nó ăn da dữ lắm á, nên là mọi người sắm cho mình cái bàn chải giống như thế này đi nha. Rồi, đang nói về cái da body thì đây luôn. Diane. Hồi trước mình nói sao giống với hãng Diana. Đây là chai thứ 3 của mình rồi. Đây, hai chai cũ. Còn cái vỏ không à. Đó. Thì em này là dòng Moist với lại Brightening, là vừa dưỡng ẩm vừa dưỡng trắng cho da. Và nó là cái kiểu lotion rất là thơm, rất là nhanh thấm luôn. Đây. Ui ui, tôi mê cái mùi này lắm mọi người ơi. Nè. Ui ui, nó thơm đã gì đâu luôn á. Ở trong đây người ta ghi là nó giúp loại bỏ đi những cái tác nhân gây nên sắc tố melanin ở trên da, tức là những cái mà làm cho da mình nó bị sạm, nó bị tối đi đó, với lại là làm trắng sáng da nè, dưỡng ẩm cho những cái làn da khô, và loại bỏ cả mụn cơ thể nữa. Ở trong đây là nó có chiết xuất đu đủ nè, rồi vitamin C nè, rồi đất sét trắng nè, rồi nhau thai. Giống như cái nhau thai uống này, vừa uống nhau thai vừa sức nhau thai. Làm sao mà chịu nổi. Rồi còn có dầu argan nguyên chất, dầu mận nguyên chất, rồi dầu mù u, dầu hạt chia, dầu quả tầm sung, dầu bơ hạt mỡ, dầu hạt dẻ, dầu hạt xoài, dầu jojoba, dầu hạt gì. Ủa sao mà nhiều vậy chị? Bạn nào ở Việt Nam thì Egal Store có nhận order tất cả những cái sản phẩm mà mình vừa giới thiệu trong video này. Trời, lâu lâu cũng phải cho người ta chèn mấy quảng cáo vô đúng không? Có rất nhiều bạn ở Việt Nam không có biết cái chỗ mua uy tín những cái sản phẩm này. Quan trọng nhất là mình xài cái gì lên người mình uống cái gì vô người mình, nó cũng phải chất lượng và an toàn. Nếu như mà mình quảng cáo quá có làm mọi người khó chịu thì mọi người có thể skip qua đoạn này và coi tiếp những cái đoạn tiếp theo nha. Những cái sản phẩm như thế này nè, mọi người đừng có mong là nó sẽ làm cho da mình trắng như trứng gà bóc, trắng tươi, trắng nõn nà, trắng bật tông. Không, nó sẽ không thể nào làm cho da mình trắng như vậy được. Tại vì chỉ có kem trộn thôi. Cái này là thật sự mình chia sẻ thật lòng luôn, là chỉ có những cái loại kem trộn mà nó có chất tẩy trắng, xong rồi mình xài tấm trắng, rồi mình làm những cái tác động mạnh á, thì da mình nó mới trắng kiểu như vậy. Thì nếu như mà bạn nào gặp mình ở ngoài lúc mà tháng 7, tháng 8, lúc đó là mình đi quay ở ngoài biển, ôi ôi, mình phơi nắng mấy ngày trời ở ngoài biển, là nói thiệt là da mình không còn non nước nào mà nói được luôn. Tới nỗi đi làm nha, gặp cái là ai cũng quở, ai cũng nói là trời sao da đen vậy đó. Nhưng mà xài em này cho tới bây giờ là tháng 12 đúng không, qua tới chai thứ 3 rồi, mình thấy là da mình nó đã cải thiện rất là nhiều rồi, nó không có còn đen sạm như là hồi tháng 7, tháng 8 nữa. Mình chỉ cần da mình nó sáng với nó khỏe thôi, chứ không cần trắng bạch tạng. Thì bạn nào cùng chung tiêu chí với mình thì có thể xài em này. Rồi tiếp theo cũng là một cái kem thoa cơ thể nữa, kem trị rạn. Mình đang xài cái tuýp này của Happy Mama. Em này giá cũng khá là chát, cho nên là mình vẫn đang xài xem hiệu quả như thế nào rồi mới giới thiệu sau với mọi người. Nên bây giờ mình chỉ sẽ nói sơ qua thôi. Hồi trước là mình xài cái dầu bi oil á, dầu bi oil mình massage á, là mình xài rất là nhiều dầu bi oil rồi, mà nó chỉ mờ đi thôi chứ nó không có hết hẳn. Rồi dạo gần đây mình được giới thiệu cái em này, nên là mình đang xài thử xem là nó có hết rạn hẳn không. Nếu mà hết thì mình sẽ review trong một video gần nhất cho mọi người nha. Tại vì giá cao, những cái em nào mà giá cao thì mình muốn là mình phải xài cho thấy được cái kết quả đã rồi mình mới giới thiệu, thì mọi người sẽ không có bị phí tiền. Và cuối cùng là một bước mà nó sẽ hơi bị tốn tiền nước. Ba em này là ba cái bột ngâm bồn mà mình có. Đầu tiên là cái bịch này thì nó là gạo, bột gạo. Nó sẽ có công dụng là dành cho những cái da mà khô ráp nè, rồi bị nứt nẻ, tại vì nó dưỡng ẩm rất
rất là tốt. Tiếp theo là bột màu đỏ này, nó có tác dụng là dưỡng ẩm da với lại là trị mụn. Bạn nào mà bị mụn cơ thể đó thì mọi người có thể ngâm bằng cái bột này. Nói chung là mình bị nghiện tắm onsen mà mình không có nhiều thời gian để đi onsen hoài, với lại đi hoài thì nó tốn tiền, nên mình thấy mua mấy bột này về tự ngâm ở nhà, mặc dù là nó hơi tốn nước một chút nhưng mà nó cũng kiểu thư giãn, với lại là một mình ở trong một cái không gian như vậy nó sẽ thích hơn. Tiếp theo là cái này thì cái hạt của nó không có nhuyễn bằng hai em này, tại vì nó là muối ấm, nó có công dụng là trị những cái bệnh về xương khớp, rồi đi làm về mệt nè, và bị buốt tay buốt chân. Thì trong lúc ngâm bồ mình thường hay đắp mặt nạ này. Đây là mặt nạ bã rượu sake của BDC Wafood Made. Em này là đã từng được chị Phạm Băng Băng đắp, và cái thời đó nó rất là hot luôn, nó nổi lên như một hiện tượng vậy đó. Thì tại sao mình lại hay đắp mặt nạ này trong lúc mình tắm onsen? Để mình kể mọi người nghe là có một lần mình đi du lịch ở cái khách sạn đó, là nó cũng chuyên về onsen. Khi mà đi du lịch mình rất là thích book những cái khách sạn có onsen, tại vì vừa được đi chơi mà vừa được thư giãn khi mà về khách sạn nữa. Đó thì trong cái khách sạn đó nó có để mặt nạ bã rượu cho khách trải nghiệm, kiểu là mình xài xong rồi cái mình mua ở dưới quầy tiếp tân á, sau khi mà mình tắm onsen xong rồi mình đắp lên mặt nè, đắp lên cơ thể, lên body của mình. Rồi khi mà mình về phòng thì hồi ôi, mình bất ngờ lắm luôn, tại vì da nó mịn mà nó sáng hơn hẳn luôn. Tức là mình đắp trong vòng 15 phút hay gì đó thì về phòng cái là mình thấy da mình nó đẹp lên hẳn á, là mình mê lắm. Nên là mấy bạn thử xài cái mặt nạ này trong lúc ngâm bồn tắm onsen đi mọi người. Rồi vậy là mình đã giới thiệu với mọi người tất cả những cái món mà mình áp dụng trong cái quá trình làm trắng da của mình rồi. Và mình muốn nhắn nhủ một cái điều cuối cùng thôi, đó là quan trọng nhất là tụi mình cảm nhận được tụi mình đang chăm sóc, yêu thương, yêu quý cái cơ thể này. Khi mà mình hạnh phúc, khi mà mình tận hưởng cái tình yêu mà mình dành cho bản thân mình, thì tự nhiên mình sẽ lan tỏa ra, mình sẽ phát ra một cái năng lượng mà làm cho mình đẹp trong mắt mọi người á. Và như những video trước mình đã chia sẻ thì mỗi người là một phiên bản đặc biệt và duy nhất, nên tụi mình chỉ cần cố gắng nỗ lực để mà trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình thôi, vậy là đã được rồi. Mọi người đừng có tự ti, hay là đừng có cảm thấy là mình không trắng thì sẽ không đẹp hay là như thế nào hết. Tất cả những cái điều đó chỉ là định kiến thôi. Quan trọng nhất vẫn là bản thân mình. Những cái mà mình đang có, những cái mà mình đang cố gắng hoàn thiện cho mình, cái đó mới chính là cái giá trị thật sự nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.